Các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn các bạn sửa loa kéo. Loa kéo này hiệu Ronamax. Hiện tượng của loa là khi vừa mở lên sử dụng thì loa hát bình thường. Nhưng khi sử dụng cỡ 10 phút loa nóng lên thì tiếng sẽ bị rè. Và rè càng ngày càng nhiều rồi từ từ sẽ mất tiếng luôn và loa sẽ không hát nha các bạn. Và bây giờ mình mở loa ra để sửa. Và mình đã mở ốc xong, bây giờ mình sẽ dùng cái con vít dẹp hoặc cái miếng gì mỏng mỏng đó các bạn, mình sẽ cậy nó lên nha. Ở đây mình dùng cái vít dẹp, mình sẽ cậy lên và mình sẽ mở cái phần lo này ra. Đó các bạn, đây là bên trong của loa nè các bạn. Đường dây của nó thì rất gọn gàng nha các bạn. Đó, dây này là dây bình nè các bạn. Rồi dây kế tiếp này là dây loa. Rồi bây giờ mình sẽ bưng dở nó lên các bạn nha. Và dây cắm phía trên này là của bo micro không dây nha các bạn. Đường dây bên trong rất là gọn gàng, chỉ có dây 12V loa và dây bo micro không dây thôi nha các bạn. Và mình đã mở cái dàn máy ra ngoài cho dễ sửa nè các bạn. Đây là phần đồng hồ và nút chỉnh của Bluetooth. Đây là nút lớn nhỏ và nút chép bass của nhạc. Còn đây là lỗ cắm micro có dây và nút chỉnh micro có dây. Đây là nút công tắc nguồn. Và đây là lỗ cắm nguồn 12V rời ở ngoài vào. Và đây là lỗ cắm dây rắc tín hiệu. Và tiếp đến là lỗ cắm điện 220 để chúng ta sạc và sử dụng. Bây giờ mình sẽ lật qua mặt trong của máy. Mặt trong của máy tuy là hai loa bass lớn nhưng cái mặt trong cũng đơn giản lắm các bạn. Đây là cục tăng phô giảm 220 xuống còn lại 14V và 13V để cấp cho máy khi sử dụng điện và để sạc vào bình các bạn. Số volt nó có ghi ở trên đây nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem cho rõ. Đó, số volt nó có ghi ở trên đây nè các bạn. Cái sợi dây màu xanh này là dây 14V. Nó sẽ đổi ra điện một chiều và nó sử dụng cho máy. Còn dây vàng này là 13V. Nó cũng qua diode đổi ra điện một chiều và nó sạc vào bình. Miếng nhôm lớn trên bo công suất này nó dùng để giải nhiệt cho hai con phét và hai con diode nắng dòng và IC công suất. Và hai cái bo nằm ngang ở phía trên này nè các bạn. Bo dưới chứa các lỗ để cắm micro có dây và cái bo trên là các cái nút điều chỉnh cho micro có dây như echo, chép, bass và lớn nhỏ của micro có dây. Còn phần trên này là bo Bluetooth và dàn nút bấm của Bluetooth. Bo công suất này về nguyên lý hoạt động thì nó cũng giống như mấy bo công suất của loa kéo trước mình đã hướng dẫn cho các bạn. Nó cũng gồm có bộ inverter đổi điện bình hoặc là nguồn điện đã được giảm thế xuống còn 15V đó các bạn. Đây là phần inverter này các bạn, nó sẽ lấy nguồn 15V hoặc 12V bình. Nó sẽ qua cái cuộn dây đồng này nó sẽ tăng lên thành 25V AC nha các bạn.
Nó có hai con phép ở trong để nó dao động in vector với cùng dao động, nó tạo ra nguồn AC25V. Và nguồn AC25V này nó sẽ được nắng ra một chiều qua hai con diode này các bạn. Hai con diode này nó sẽ nắng ra 25V cộng và 25V trừ cấp cho IC công suất. Nguồn 25V AC từ biến áp inverter là từ cồn dây đồng này các bạn, nó sẽ nắng ra điện một chiều và nó qua hai cái tụ lọc này nó lọc rồi nó mới cấp cho IC công suất. Và đây là mặt sau của bo công suất này các bạn. Và đây là hai con phét này các bạn. Hai con phét này nó cộng với bộ dao động và tăng phô biến áp. Nó sẽ tạo ra 25V AC và nó qua hai con diode này, nó nắng ra 25V cộng và 25V trừ qua hai cái tụ lọc và nó sẽ cấp cho IC công suất. Và bây giờ mình cắm dây điện vào thử nha các bạn. Bật công tắc nguồn lên. Rồi, đồng hồ Bluetooth đã báo rồi nè các bạn. Máy vẫn hoạt động bình thường, nhưng khi nóng lên thì tiếng bị rè và một lúc sau thì sẽ mất luôn tiếng. Và bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ mình đo thử xem nguồn cấp cho bo có đủ không nha các bạn. Các bạn dùng đồng hồ đo vôn ôm. Các bạn để thang đo 50V DC và que đen các bạn kẹp vào mát. Que đỏ các bạn đo vào hai chân giữa của hai con phét. Hai chân giữa này nó tương ứng với hai chân của cuộn dây đồng biến áp inverter này các bạn. Nguồn 15V vòng qua cuộn dây biến áp vào hai chân giữa của hai con phét đã đủ rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đo nguồn ra, nó sẽ qua hai con diode này nắng ra điện một chiều. Đây là 25V cộng này các bạn. Và ở trên là 25V trừ, nếu các bạn đo nó sẽ ngược kim. Nếu các bạn muốn đo vôn trừ thì các bạn phải đảo ngược kim lại. Đó, đây là 25V trừ này các bạn. Và bây giờ mình sẽ đo lại 25V cộng. Và như vậy là nguồn cấp cho bo công suất này đã đầy đủ rồi nha các bạn. Nguồn cung cấp cho bo công suất đầy đủ. Vậy thì nguyên nhân hư hỏng là ở đâu? Bo công suất này khi nó hoạt động một chút là nó rất là nóng nha các bạn. Nên khi sử dụng một thời gian thì cái chân chì ở cái con IC công suất này nó sẽ bị rạn ra và nó bị nứt. Nên khi mình sử dụng nóng thì cái chân chì này nó sẽ bị lỏng ra nên nó bị rè và nó mất tiếng. Và bây giờ mình sẽ dùng mỏ hàn, mình hàn lại con IC công suất này. Sẵn hàn, mình hàn luôn các linh kiện xung quanh trong bo công suất nha các bạn. Sau khi hàn xong, các bạn dùng bằng chải chà răng, các bạn nhúng miếng xăng, các bạn rửa cho nó thật sạch. Và như vậy là mình đã hàn và rửa sạch. Để trước khi lắp vào, mình cắm điện vào thử lại một lần nữa xem sao nha các bạn. Rồi cắm điện vào, đồng hồ Bluetooth đã báo và loa đã hoạt động lại bình thường rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ ráp cái bo này vào. Vậy là mình đã lắp ráp vào hoàn chỉnh rồi các bạn. Và bây giờ mình bật nút nguồn lên để thử. Rồi, nguồn đã lên rồi các bạn.
Và bây giờ mình bấm chuyển qua Bluetooth. Bây giờ mình sẽ mở một bài nhạc để mình thử xem thế nào các bạn nha. Mình đã hát thử một lúc, loa hát rất bình thường và ok. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.